Ông Nguyễn Khắc Cương ở xã Cát Quế bị tức ngực khó thở nên ông đã ra trạm y tế xã để được bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Ông rất phấn khởi vì mọi thông tin tiền sử sức khỏe của ông đều được quản lý trên hồ sơ sức khỏe điện tử khoa học. Từ 12 tháng 4, huyện Hoài Đức đã đi đầu thành phố, hoàn thành 100% lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người dân. Quản lý về sức khỏe về điện tử này thì tôi thấy rất là tiện cho cái người dân. Sau đó chúng tôi có vấn đề gì những cái tuyến trên sẽ giải quyết tiếp theo những cái công đoạn. Thì tôi thấy như thế này là tôi rất cảm ơn chính sách của nhà nước. Chúng tôi cũng đang thúc đẩy cái quá trình khám sức khỏe cho người dân trên 40 tuổi mắc các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn huyện, đồng thời khám chữa bệnh hàng ngày tại các cơ sở khám chữa bệnh để làm giàu thêm cho các trường về quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện. Mỗi người dân sẽ có một sổ sức khỏe điện tử trọn đời. Từ nay tại bất kỳ đâu, không còn phải mang theo nhiều giấy tờ thông tin khám, điều trị, tiêm chủng trước đó. Người dân sẽ biết và tự quản lý, cập nhật thông tin sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình. Từ đó chủ động tự đánh giá yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cá nhân và cập nhật dữ liệu y tế cơ bản của bản thân, người thân, cân nặng, chiều cao, huyết áp, nhiệt độ, để có thể chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân. Và cũng tiện việc là theo dõi là đi đâu cũng có thể dở ra xem được. Đấy. Thì cũng rất mong các cấp là quan tâm đến cái hệ thống y tế nhiều hơn nữa và giúp người dân chúng tôi khám chữa bệnh được tốt hơn nữa. Hiện nay người dân của quận Tây Hồ thì cũng đã đạt 99,99% là người dân đã được lập hồ sơ và chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe điện tử. Trong giai đoạn tiếp theo thì trung tâm y tế quận Tây Hồ cũng là đơn vị thường trực tham mưu quận phối hợp tất cả các ban ngành đoàn thể đồng thời tuyên truyền người dân được cái việc lợi ích của cái hồ sơ lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ thực hiện quản lý sức khỏe người dân trên hồ sơ sức khỏe điện tử 100% vào cuối năm 2025. Chính vì vậy ngoài sở y tế thì các cơ sở y tế sẽ tích cực cập nhật, làm giàu dữ liệu trong hồ sơ sức khỏe điện tử để có thêm cái nhiều thông tin về khám chữa bệnh, phục vụ lợi ích cho người dân có thể sử dụng thông tin khám bệnh trên sổ hồ sơ sức khỏe điện tử cũng như là các cơ sở y tế. Mô hình này cũng hướng tới kết nối với mô hình khám chữa bệnh từ xa để người dân có thể chủ động tìm kiếm kết nối, tương tác trực tuyến với bệnh viện, bác sĩ khi có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe. Mô hình này cũng mang lại những thuận tiện cho bác sĩ, thầy thuốc khi cung cấp cho người thầy thuốc đầy đủ các thông tin về bệnh tật, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi người bệnh đến khám, giảm thời gian thăm khám, điều trị.